Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ làm một cái video bán một cái nhẫn thời gian chón sinh lực 100 cho bà Tân Vlog nha anh em. Nói chung là hôm qua Khải có săn được một cái nhẫn chón 40 với lại khán hòa 5. Thì Hải cũng có đề xuất là mua lại cái nhẫn kia của Khải. Thì hai nhẫn Khải thấy Khải nhẫn nào cũng như nhau thôi anh em. Hải thì thích mua cái nhẫn này dòng 1 thì ok. Chung là nhẫn này nếu mà hiện tại bây giờ Khải nghĩ nó tầm khoảng tầm 6-7 kim. Nhưng mà Hải thì Khải bớt cho Hải, Khải bán Hải cho 4 kim thôi anh em ơi. Giá thì Khải nghĩ nếu mà ra đơn bán được 5 đến 6 kim. Tại vì cái này chón dùng 1 mà anh em, sinh lực cao. Và ok anh thì Khải sẽ làm một video này và bán cho bà Tân Vlog nha anh em. Bán với 4 kim mà thôi. Chung là bớt cho Hải một ít được Hải cho vui. Hả? Chón sinh lực cao, bán 4 kim. Tại vì hôm qua sang cử nhận kia là nói chung là bán hò được tí nè. Hôm qua toàn rừng bắt 13 không anh thua. Video đó Khải hồi trưa nay Khải không có up lại rồi. Cái gì anh em xem lại video sang lần bài boss lúc trưa này nha anh em. Khải up lúc trưa này nha anh em. Vô. Nghe đỡ Khải sơ và sơ đồ của bà Tân Vlog thử như thế nào nha. Mua cái nhận của Khải rồi sẽ như thế nào đây. Đây nhận của Khải đây anh em ạ. Bà Tân Vlog đang mang cho mình một cái nón 540. Dây chuyền khán giả số khăn lô 14, áo hở kim và một cái đao tóc 30 số thương 25, tóc 30 số thương 25. Đây lưng 540, nhẫn 530. Hiện tại đang có cho mình 101 500 mà đi kèm nghe mây thì đặt móc 120 500. Đó. Bao tay khăn lô 26. Ngọc bội khăn lô 19. Rồi bao tay khăn lô sinh lực cũng ok ấy. Và một cái giày chón 30 không có kháng hở nha anh em. Xét đồ của bà Tân thì chỉ mang một cái vũ khí kim. Chỉ mang một vũ khí kim nên là chỉ kích được dòng chón dòng 1 này. Đó. Với lại giày chón dòng 1 30. Đại chón đang có cho mình là 70. Và làm chậm có cho mình là 101. Kèm theo nghe mây thì đặt móc chón 80. Và đặt móc làm chậm 120 nha năm. Đó giờ thôi. Giá chuyên này thì chỉ lấy cái dòng khánh tất cả thôi năm. Tại vì dòng khánh loài ẩn 2 nó không có kích được. Dòng khăn lối ẩn 2 không kích được nha anh em. Cần thủy nhận dưới và giày nhận dưới và đại lưng thủy mà không có nên là không kích được. Rồi ok. Tính sơ qua thì bà Tân đã thay đổi cái nón kim và lấy cho mình cái nón 540 để đặt móc 120 500. Đấy giờ thôi. Áo thì cũng ok. Đao tóc 30 sát thương 25 dòng 1. Đủ kích luôn, mang là dòng 1 tự kích nha anh em. Rồi. Ok, anh em xem video đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ nha anh em ơi. Ok, bye anh em, chào anh em, hẹn anh em tối nay chúng ta sẽ lên livestream tiếp tục nha. Ok, bye bye mọi người, chúc anh em một buổi xem livestream video vui vẻ nha. Bye anh em.